Sao vậy? Mới đầu crush thì chui biết bao nhiêu. Tôi nhắn tin 24/24, quan tâm crush một chút một. Theo cũng đủ đầy với một tình yêu đầy nóng bỏng luôn á. Vậy mà mới có 3 tuần, có hơn ngàn tin nhắn chưa nhiều đâu. Mà tại sao crush crush tôi luôn vậy? Cái gì vậy trời, đang đắp mặt nạ cũng không yên nữa. Bạn yêu ơi, để tôi nói cho bạn nghe nè. Con gái con đứa bạn phải biết giữ giá chứ. Mắc cái gì mà nóng lòng vô vặt quá vậy. Giá nè, ngoài chợ bán 15 ngàn một ký nè. Lo mày giữ giá giùm tôi đi. Đừng có để giá dùng ăn kèm của mấy anh trai enjoy với mấy con nhỏ nu đồ tái nạn vào gân bệnh mấy cái chưa. Bạn nói đúng. Vậy nên tôi mới rút kinh nghiệm khi quen anh tiếp theo. Từ girl nhiệt đới nóng bỏng chuyển sang girl bắt cực chặt luôn. Để crush phải quan tâm inbox tìm hiểu tôi nhiều hơn. Nhưng sau 30 tin nhắn crush của tôi đã xin mà không rep thì crush cũng cứ vai girl băng giá. Em lạnh quá. Thế su cà nào. U là trời, tôi chán cái bà này ghê. Bà tỉnh giùm tôi một cái đi. Bà chảnh cỡ đó thì trai nào mà dám đụng vào. Con gái mày lạnh lùng quá, người ta nói trái tim băng giá là đúng rồi. Người ta thấy xa cách không dám đụng vào vì sợ bị đóng băng theo bà luôn đó. Thế này cũng được, thế kia cũng xong. Phải yêu sao mới đúng. Trong tình yêu á, con gái thì phải chịu dịu thôi bà ơi. Lạc mềm thì buộc chặt nha. Bà lạnh lùng băng giá quá thì người ta chạy mất. Còn bà nóng lòng vồ vặt quá thì mất giá của bà. Dịu dịu vừa vừa thôi mới làm cho crush điêu đứng đó nha. Nhưng mà làm sao để được vậy? Ê, tôi có bí quyết này cho bà nè. Vienna Sensi Confret mát dịu. Mát mát dịu dịu, ai mà không chịu. Vienna Sensi Confret mát lạnh, nay có thêm phiên bản mát dịu với chiết xuất hoa cúc cho nàng tự tin chinh phục crush. Vienna Sensi Confret mát dịu, nghe mát dịu, ai cũng chịu liền.